Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ thử tính năng là Operator, tính năng AI tự động của ChatGPT ha. Nó sẽ làm cái gì thì để mình demo các bạn sẽ hiểu nha. Mình sẽ nhờ nó là tìm mua Mac Studio M1 Max giá rẻ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng second hand, hàng dùng rồi cũng được ha. Đó, bây giờ các bạn coi nó làm cái gì nè. Đầu tiên là nó bật trình duyệt lên. Rồi, nó tìm mua Mac Studio M1 Max giá rẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. À, đó. Cái tính năng operator này á nghĩa là nó sẽ tự động hóa cái quy trình các bạn. Bạn chỉ việc ra lệnh thôi. Còn AI nó sẽ tự đi làm cho các bạn. À, nè, nó lên trình duyệt web nè, nó search Google nè, nó vô những cái website này này, nó để tìm thông tin giá cả của con Mac Studio M1 Max. Ha. À, và nó xong hết, nó sẽ báo cáo lại cho mình kết quả. Đó. Thấy không? Nó đang tìm này. Đó, nó vào cái trang web là macstore.vn nó tìm ha. Rồi. Ở đây nó có một cái bảng giá 43 triệu rồi nè. Rồi, nó làm gì tiếp? Rồi. Đây là có những cái hành động nó đang làm nè. Thấy không? Click vào cái sản phẩm, hình của sản phẩm để mà nó coi chi tiết. Rồi. Mình yêu cầu nó tìm một cái con Mac Studio M1 Max. Đó, nó phải tìm đúng cái con đó ha. Và nó tìm cái giá rẻ nhất bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Tiếp theo làm gì nữa? Rồi, nó copy cái link này để làm gì ta? Quay lại tìm kiếm, xem thêm lựa chọn. Rồi, ok. Hiện tại thì cái tính năng operator á thì mới chỉ có trên cái gói là ChatGPT Pro $200 một tháng mới có. Còn gói ChatGPT Plus á $20 một tháng thì nó chưa có ha. Có thể trong tương lai thì OpenAI sẽ cho cái tài khoản Plus được sử dụng. Còn hiện tại thì chưa. Hiện tại mới chỉ có gói ChatGPT Pro thôi. Rồi, nó tiếp theo nó vô cái trang là To Mobile. Nó tìm Mac Studio ha. Mac Studio thì có Mac Studio M1 Max nè, M2 Max nè, đó. Rồi, cái này là hàng new 49,5 triệu. Mình yêu cầu nó là tìm cái nào mà hàng rẻ nhất nha, ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Là giá rẻ nhất, hàng dùng rồi cũng được. Đó. Nè, nó tìm thấy nè. Đã tìm thấy hai sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái này hàng new hết ta. Tôi muốn rẻ hơn, hàng dùng rồi cũng được. Rồi coi. Ok ha. Rồi, nó lại tìm kiếm tiếp. Nó đang suy nghĩ nè, thinking nè. Nó suy nghĩ để nó hiểu cái ý của mình là như thế nào ha. Đó. Ok. Rồi. Đã qua sử dụng đó. Hàng dùng rồi, hàng second hand á, hàng đã qua sử dụng á. Thì cái này là giá mà chắc là hàng mới. Cái này là cấu hình 64GB RAM và SSD 512GB. Con này là cấu hình mà 32GB RAM và SSD là 512GB. Ok. Thì cái con ChatGPT á, nó tìm kiếm bằng Bing, Microsoft Bing ha, chứ nó không có tìm bằng Google các bạn. Các bạn biết tại sao không? Tại vì cái hãng mà rót vốn cho OpenAI để mà phát triển ChatGPT á, đó là cái hãng Microsoft ha. Mà Microsoft là họ phát triển ra cái công cụ tìm kiếm Bing này nè. Đó, nên ChatGPT nó sẽ dùng cái Bing để mà trình duyệt nó, cái công cụ tìm kiếm mặc định là nó dùng Bing chứ không phải dùng Google. Thì ví dụ như là bạn yêu cầu nó dùng Google thì vẫn được ha. Đó, rồi. Ở đây nè, có kết quả là bạn. Nè, tìm thấy đã Mac Studio đã qua sử dụng nè. Con 32GB SSD 512 tại MacOne giá 31 triệu, trạng thái là live new ha. Ở đây trạng thái là new, nó cho mình cái link luôn. Đó. À, trước đó mình đã thử cái lệnh này rồi ha. Và nó cũng tìm cho mình ra kết quả nè các bạn. Cái này là cái mình test trước đó. Đây, nó ra mình cho mình cái kết quả luôn. Hàng mới 48,5 triệu, bảo hành 12 tháng. Đó, nó cho mình chụp hình nè, screenshot luôn nè. Hàng dùng rồi ở macsaigon.vn 30,5 triệu, bảo hành 6 tháng. Đó, thấy không? Đó là mình demo cái tính năng operator tự động hóa của
AI nó sẽ mình ra lệnh, nó sẽ làm việc cho mình ha. Rồi, bữa nay demo tới đó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.